Trường quốc tế Flex học sinh tốt nghiệp, toán trai đẹp gái xinh, trúng tuyển vào những trường hàng đầu thế giới, thoáng hình bóng gương mặt thân quen. Mới đây nhất, một ngôi trường cấp 3 tại thành phố Hồ Chí Minh đã đăng tải video về những học sinh tốt nghiệp niên khóa 2024 với tâm thế đầy tự hào. Khi các em đã nhận được thư trúng tuyển từ các trường đại học danh giá như New York University của Mỹ, Sydney University của Úc, Monash University của Úc, Toronto University của Canada. Một trong số đó, cư dân mạng vô cùng tinh ý khi phát hiện có sự góp mặt của Mai Thảo Linh, hay còn được biết đến với biệt danh Lọ Lem, con gái nghệ sĩ Quyền Linh. Theo đoạn video, ái nữ nhà MC Quyền Linh sẽ theo học tại University of the Arts London, viết tắt là UAL, Đại học Mỹ thuật London của Anh. Theo thông tin đăng tải, ngôi trường này được xếp hạng 2 thế giới về nghệ thuật và thiết kế trong bảng xếp hạng Đại học Thế giới theo ngành năm 2024. Đây là năm thứ 6 liên tiếp UAL giữ được thành tích này. Học phí cho sinh viên quốc tế nhập học bậc đại học năm 2024-2025 là 28.570 bảng Anh một năm, tức là khoảng gần 1 tỷ đồng. Cách đây không lâu, Lọ Lem cũng đã nhận được giải thành tích cao trong môn mỹ thuật và thiết kế từ tổ chức giáo dục Cambridge Assessment International Education. Lọ Lem từng chia sẻ cô có tình yêu với hội họa và cũng có niềm đam mê lớn đối với văn hóa Việt Nam, đặc biệt là trang phục. Lọ Lem mong muốn có thể truyền đạt được điều đó thông qua những bức tranh của mình. Chia sẻ về cách giáo dục con cái, Quyền Linh từng nói: "Tôi luôn dạy bé phải nhìn tôi và noi gương, tự lập, không nhờ vả vào bất kỳ ai, tự vươn lên bằng chính sức lực của mình." Nam MC tiết lộ con gái không có định hướng theo đuổi showbiz mà muốn tập trung học tập. Vì thế, cô bé chỉ tham gia hoạt động thiện nguyện và ủng hộ các chương trình hỗ trợ người nghèo do bố làm MC. Bản thân nam MC cũng từng tiết lộ sẽ ủng hộ con gái theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang hoặc họa sĩ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Thắm TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.